cũng không có để ăn nữa, và xã hội ở bên Miến còn bất ổn hơn bên Việt Nam rất là nhiều. Và chúng ta không còn cái con đường nào khác là chúng ta hãy thực hành giáo pháp của Đức Phật. Cuộc sống rất là ngắn ngủi, và thường người ta sợ đủ thứ, người ta sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ ốm đau, sợ mất mát người thân, sợ không có tiền bạc, sợ không có nhà ở. Nhưng mà không một ai sợ vô minh hết. Đó là một điều mà trên thế giới này ngày nào còn vô minh thì tử sanh còn dài dài. Mà cái thông điệp Đức Phật đã nói cho chúng ta về các pháp là vô thường, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ lời Đức Phật dạy. Chúng ta không có sợ gì hết, chỉ sợ vô minh thôi. Là con Phật thì hãy sợ vô minh. Còn vô minh thì còn khổ đau, còn già, còn bệnh, còn chết. Và Covid này chắc chắn là nó cũng hết đi, nhưng mà vô minh thì nó còn dài dài, và tử sanh nó còn dài dài. Vậy thì hãy hướng về chánh pháp của Đức Phật, nơi thân tâm của chúng ta, hãy quán xét chúng như những gì chúng đang là. Covid đến thì cũng như cái thấy nghe ngửi đến, nó chết đi thôi, nó sanh rồi nó diệt. Chúng ta không có gì phải sợ hãi nó hết. Nếu nó đã đến thì nó đến bằng nhân quả nghiệp báo rồi. Con của Đức Phật hãy luôn luôn nhớ Ngài dạy nè, hãy sợ cái vô minh. Đó là điều mà chúng ta luôn luôn phải khắc sâu vào trong tâm trí của mình. Bây giờ chúng con xin ngâm kệ số 78, 77 ạ. Ovadeya ma Ovadeya nusaseyang asap pachaniwaraye satanghi so piyohoti asanghoti apapiyong Ovadeya nusaseyang asap pachaniwaraye satanghi so piyohoti asatang ho ti api yong owadeya nusaseya asafacha niwaraye satang hi so piyo ho ti asatang ho ti api Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, người khác không thích. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai khuyên kẻ khác làm lành, ngăn ngừa niệm giữ, pháp hành gắng tu, người hiền cảm kích, kính yêu, còn người xấu ác ra điều chẳng ưa. Bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng và sư Nhường Mít này cho rung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Sinh, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn Kinh Pháp Cú câu số 77 ạ. Ovadeya nusaseya asapha caniwa raje satang hiso biyo hoti Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Và phổ thơ ngụ ngôn của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Ai khuyên kẻ khác làm lành, ngăn ngừa niệm giữ, pháp hành gắn tu, người hiền cảm kích, kính yêu, còn người xấu ác ra điều chẳng ưa. Dạ, là phổ thơ lục bát của Ngài Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, cô xin kệ ạ. Ovadeya nusaseya
Asapha cha niwaraye satang hiso piyo hoti asatang ho ti apiyo omwareya nusa seya asapha cha niwaraye satang hiso piyo hoti asatang ho ti apiyo O wa đầy gia nu sa say gia asap pha cha ni wa ra ye satang hi so pi yo ho ti asatang ho ti a pi yo. Dạ con xin xuống mít ạ. Xin mời cô Đặng Đông tiếp theo ạ. Sa thú thành kính tri ân đại đức tuệ đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thâm Mát Giá Rí. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 77. Ô quá đầy già nô xa xây giá a sắp phà chá ni quà ra về sa tành hi sô pi dô ngộ tí a sa tành ngộ tí ấp pi dô ô quá đầy già nô xa xây giá a sắp phà chá ni quà ra về sa tành hi sô pi dô ngộ tí a sa tành ngộ tí ấp pi dụ ô qua đầy già nu xa xảy giá a sắp phà chá ni quà ra về sa tành hi sô pi dụ hồ tí a sa tành hồ tí ấp pi dụ. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ô quá đầy già nú xa xảy giá a sắp phà chá ni quà ra về sa tành hi sô pi dô hộ ti a sa tành hộ ti ấp pi dô. Ai khuyên kẻ khác làm lành, ngăn ngừa niệm giữ pháp hành gắn tu, người hiền cảm kích kính yêu, còn người xấu ác ra điều chẳng ưa. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khả Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chari. Dạ con kính chào quý đạo hữu, dạ con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Xin phép đọc câu Phật ngôn 77. Ô quá đầy già nú xa xây giá á sáp bà chá ni quà ra dê. Sa tành hi so pi yo ho ti a sa tành ho ti ap pi yo. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ồ qua đây ya nụ sa say ya a sa pa cha ni qua ra ye sa tan hi so pi yo ho ti a sa tan ho ti ap pi yo. Ai khuyên kẻ khác làm lành, ngăn ngừa niệm giữ pháp hành gắn tu, người hiền cảm kính yêu, còn người xấu ác ra điều chẳng ưa của Hòa Thượng Giới Đức. Và dạ, con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân cô Đặng Đông đã post bài. Và dạ, con kính mời bác Cẩm Vân. Dạ.
Nam mô Bích Tha Giá. Sa thú, kính cảm ơn Sức Quân Tịnh. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 77. Ô quá đầy gia nú sa say giá á sắp ba chá ní hòa rá dê xá tành hí xô pí dô hồ tí á xá tăng hồ tí á pí dô ô quá đầy gia nú sa say giá á sắp ba chá ní hòa rá dê xá tành hí xô pí dô hồ tí á xá tăng hồ tí áp bí vô. Ô quá đầy già nú xà dây xây giá á sắp ba chá ní hòa rá dê xá tành hí xô pí vô hồ tí á xá tăng hồ tí áp pí vô. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Ai khuyên kẻ khác làm lành, ngăn ngừa niệm giữ pháp hành gắn tu, người hiền cảm kích, kính yêu, còn người ác xấu ra điều chẳng ưa. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sittina. Dạ con kính cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 77. Ô quá đầy già nước xà xầy giác á sắp và chát mê hòa rát dề sát tần hi sù phí dù hồ tí á sát tần hồ tí áp phí dù ô quá đầy già nước xà xầy giác á sắp và chát mê hòa rát dề sát tần hi so phi yo ho ti asat tang ho ti ap phi yo. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Âu quá đi ya nư sa say ya a sam pha cha ni wa ra ye san tan hi su phi yo ho ti a sa tan ho ti am phi yo o wa de ya ni sa say ya a sam pha cha ni wa ra ye sa tan hi su phi yo ho ti a sa tan ho ti am phi yo. Ai khuyên kẻ khác làm lành, ngăn ngừa niệm giữ, pháp hành gắn tu, người hiền cảm kích, kính yêu, còn người xấu ác ra điều chẳng ưa, của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sích Thi Na. Dạ, cảm ơn Sích Đạt Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tâm đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kỳ Na cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh không biết cô tu nữ Thâm Á Chà Rí có trước máy không? Dạ, có thể ôn bài không cô? Nếu cô có ôn bài, cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh nhận mít ạ. Dạ, kính mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Khà, dạ. Dạ, xin cảm ơn cô Đăng Đông, cô Nhật Quỳnh đã trong biết là nghe đó. Dạ, cảm ơn cô Đăng Đông. Dạ, con Thầm Mà Chà Rí, Kinh Đăng Đế, Thượng Tọa Minh Hạnh, Kinh Đăng Đế, Đại Đức Tuệ Đức. À, cùng chư Tôn Đức Tăng ở Việt Nam mà con không được biết, dạ, xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ, sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 77 ạ. Dạ, cảm ơn cô Tina. Ô va đây ya nu sa say ya a sa pha cha ni qua ra rem sa tan ni so bi do ho ti a sa tang ho ti am di yo ô va đây ya nu sa say ya Asam-pha-cha-ni-qua-ra-rem Sa-tang-hi-so-bi-yo-ho-ti Asa-tang-ho-ti-ap-vi-yong O-va-day-ya-du-sa-say-ya Asam-pha-cha-ni-qua-ra-rem sa tay ni so bi do ho ti ya sa ho ti ap bi do những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu bị người ác không thích đó là thủ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai khuyên kẻ khác làm lành ngăn ngừa niệm giữ pháp hành tấn tu người hiền cảm kích kính yêu, còn người xấu ác ra điều chẳng ưa. Dạ, đó là thủ thư của Hòa Thượng Đế Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Mời cô. Dạ, sa thủ lành thai, kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Á Chà Rí. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ phi tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 77. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Ô quá đầy gia nu xa dây ô quá đầy gia nu xa xây gia a sắp pha cha ni hòa ra về sa tành hi sơ bi dô hồ ti a sa tăng hồ ti ấp bi dô ô quát đầy và nư xà xà gia a sắp pha cha ni quà ra về sát tành hi sô bi dô hồ ti a sắp tăng hồ ti ấp bi dô những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu bị người khác không thích. Dạ, đây là bản dân ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ô ba ô ba đây ya nu sa say ya a sa pha cha ni qua ra ye sa tan hi so bi yo ho ti a sang ho a tang ho ta a sa tang ho ti ap bi yo ô ba đây ya nu sa say ya a sa pha cha ni qua ra ye sa tăng hi sơ bi yo ho ti a sa tăng ho ti ẩm bi yo ai khuyên cả ác lành lành ngăn ngừa niệm giữ pháp hành nhẫn tu người hiền cảm kích kính yêu còn người xấu ác ra điều chẳng ưa. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng.
Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tài Nhẫn, đại đức Tài Đức đã từ bi hoan hỷ tiêu phong ôn bài pháp quốc kinh số 77. Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ thăm má cha đi chích thi nam vân chích đạn đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ bây giờ còn sớm 2 phút nhưng mà có đại đức giảng sư vào rồi, con xin phép được cung thỉnh pháp sư. Dạ cảm ơn châu Phan. Dạ Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản A Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Biết làm đạo dạy đời A Nhâm Vương Lộc Gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử A có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng khỏi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập A đám mưa lành rưỡi khắp thế gian A bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng nghi A tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Và đạo tràng cũng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 78. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ vào giờ này chúng con cùng với chư đại đức tăng cùng với tất cả quý Phật tử chúng ta nghiêm tình thân khẩu ý để đảnh lễ ân đức Tam Bảo cao thượng và chúng ta học chia sẻ những lời Phật dạy. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang phivadimi swakhato phagavata thammo thammang namassami supatipanno phagavato savaka sangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có niềm tin chân chánh học và hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống lành đến Tam Bảo, đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành nơi dòng tâm thức của mình. Và nhất là sớm thành tựu các ba la mật và nếu chi được tứ thánh đế giác ngộ niết bàn. Phước lành đối đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sinh lên, chúng con kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa long vương, càng thác bà súc sanh, ngạo vị phi nhân a diêm chúa và tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở đần ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn đại và nhất là phước
lành này, mong cho dịch bệnh sớm được dứt. Hôm nay thì chúng ta học bài kinh số Câu Pháp Cú số 78 về phẩm phẩm ngự trí, phẩm ngự trí, phẩm ngự trí. Chúng con xin đọc một lần ạ. Na pha che pa pa ke mi te na pha che pa ri sa thu tha me pha che tha mi te can ya ne pha che tha pu ri su ta me. Nghĩa văn xuôi là không nên giao thiệp với những người bạn xấu, không nên giao thiệp với những người đê tiện, nên giao thiệp với những người bạn lành, nên giao thiệp với những người cao thượng. Cái từ napache papake mite thì chúng ta biết rồi. Cái từ lá đó là một cái nó được gọi là cái từ phủ định là không. Papake đó thì chúng ta biết là papaka. Papaka là một cái tính từ lam tấm, và câu kệ này thì nó chia theo đối cách số nhiều là những kẻ ác xấu. Những kẻ ác xấu. Papá là một cái danh từ nam tấm. Papá là một cái danh từ trung tấm, chỉ cho những cái việc ác. Việc ác ở đây tức là cái việc gì? Việc bất thiện. Việc ác thì nó có nhiều lắm. Việc ác như là 10 cái thập ác nghiệp, những cái người trộm cắp tà dâm, rồi là đi giao du với vợ người, nói những điều xấu xa, vô bổ, vô ích. Hay là những cái người có những cái tà kiến dắt mình đi vào những cái con đường lầm lạc của tà kiến. Những cái người đó đều là những người xấu ác hết. Dầu là họ ở cái cương vị nào, chủ trì hay là làm cả một cái tôn giáo phái lớn, nhưng mà tất cả những cái con người đó, xã hội, loài người, mặc dầu họ cũng nói những cái điều thiện, điều lành, nhưng mà cái con đường đó vẫn là con đường ác, con đường luân hồi. Thì tất cả những cái điều đó nó đều là những cái con ác hết. Nó rất là nhiều mặt, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta hiểu về giáo pháp thì chúng ta gặp chánh pháp của Đức Phật rồi đó, thì chúng ta mới thấy nó rất là quý báu, lời vàng ngọc của Ngài. Và chúng ta đã rất là nhiều đời đi những cái con đường ác. Nên là bây giờ chúng ta có nhiều người vào trong chánh pháp nhưng mà họ vẫn ác. Mặc dù nói thiệt có các ngài tu tập chân chánh, nhưng mà cũng có những cái vị sư làm những việc rất là ác, thất đức, đủ thứ thành phần hết. Nói thật sự nhiều người đó nó tệ hơn những người Phật tử xa xa, thật là xa luôn đó, từ cái cách rất là thô thiển, thưa quý vị. Đó là một sự thật, bởi vì chính vì cái nghiệp ác đó, đi lâu rồi bây giờ vào cái con đường giáo pháp của Đức Phật, họ không có lếm được cái hương vị gì trong giáo pháp này cả, mà thậm chí đem đến nhiều cái tai hại, làm tổn thương, tổn hại giáo pháp của Đức Phật, làm cho nhiều người mất niềm tin, thưa quý vị. Những người Phật tử có đức tin mất niềm tin. Chính là do đâu? Do nhiều đời đi cái con đường ác này đó. Đó thì chúng ta thấy luân hồi đó thật là kinh khủng. Tại sao giáo pháp của Đức Phật có biến mất? Biết mất. Cái từ tiếp đầu ngữ cá tức là chỉ cho sự sở hữu.
Còn cái từ mitte thì chúng ta biết là mitte là mitta đó. Mitta là một cái danh từ năm tánh. Ở câu kệ này thì chia theo đối cách là số nhiều, chỉ cho những cái người bạn, những cái người bạn. Chỉ cho những cái người bạn. Chỉ cho những cái người bạn. Và tiếp tới cái câu nữa là Nafache Purisathame. Purisa Purisathama thì chúng ta biết là Purisa chỉ cho con người, người nam. Nó là một cái hợp từ cộng với Athama. 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 Từ phát chê tức là giao thiệp. Purisa là chỉ cho người đàn ông hay là chỉ cho người nam nhân. Còn Athamá thì là một cái tính từ. Cái tính từ, cái nghĩa của nó là ti tiện, đê tiện, đê hèn, ác độc, thấp kém. Thấp kém. Cái từ phát chê thá mít mít tê căn gia lê. Cái từ phát chê thá thì cái căn của nó là căn căn phách, căn phách. Động từ nguyên mẫu của nó là phát chê tí ha. Đây nó là một cái động từ, nó chia theo tha tổng thể mà ngôi thứ hai số nhiều là lên giao thiệp, nên thân cận. Kanjane kanjana đó, kanjane kanjana là một cái tính từ chỉ cho tốt lành. Ở đây chia theo đối cách số nhiều. Người bạn như nào mới được gọi là người bạn tốt lành? Đức Phật là người bạn tối thượng, người thầy tối thượng, người đem chúng sanh vô minh sanh tử mê muội trong cái dòng đời sanh tử này ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Ngài vớt lên chúng sanh ở biển chậm luân này, Ngài dạy cho cái con đường chúng sanh nào đi vào cái giáo pháp, thì giáo pháp vớt lên ra, vượt ra khỏi cái sanh tử này. Cái người bạn tốt là gì? Là người bạn có giới, có định, có tuệ. Người bạn tốt là người bạn nói cho mình biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là con đường đi xuống địa ngục, đâu là con đường đi về nhân giới, đâu con đường đi về thiên giới, đâu có con đường đi về phạm thiên, đâu là con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Người bạn tốt là người bạn chỉ cho chúng ta về cái sự thật của cuộc đời, chân lý, về pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Người bạn tốt là người luôn luôn dạy cho chúng ta cái con đường để xả ly mọi cái tham ái chấp thủ. Phát chê thá, cái căn phách ấy, thì nó là một cái động từ ha, là lên giao thiệp, lên thân cận. Và khi mà chúng ta thân cận với cái người bạn như vậy thì chúng ta không có bị rơi vào bốn cái đường ác đạo. Và chúng ta không bị tổn thương, không bị mất mát, không bị lừa dối. Chúng ta biết là cuộc đời con người mà bị con người lừa dối, bị bạn mình lừa dối, đó là cái cuộc đời đau khổ nhất. Khi mà chúng ta quen với người bạn ác
thì người đó làm tổn thương chúng ta. Và chính là người bạn mà chúng ta thương yêu, hay người học trò, hay là người thầy mà bị lừa dối thì nó rất là tổn thương. Nhưng mà do mình thiếu chí, thiếu phước, ngu si, nên thành thử gặp phải những cái con người này. Nên là chúng ta hạnh phúc, có đôi khi chúng ta hạnh phúc ở kiếp này, nhưng mà cái ác tà kiến thì chúng ta lại phải đi vào trong cái cõi đời, những cái kiếp khác rất là đau khổ. Còn cái người bạn lành, cái người bạn chí, tuy rằng là có đôi lúc mà chúng ta cảm thấy cũng rất là khó chịu với cái lời chân thật, với cái lời răn đe của các ngài, của người bạn lành đó, nhưng mà người đó không lừa dối của chúng ta. Khi mà chúng ta ra đi, chúng ta cũng thấy rằng người đó không có lừa dối mình, chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Có đôi khi trong cuộc sống thì chúng ta tiếp xúc thì có đôi khi chúng ta hiểu lầm cũng có, nhưng mà lâu ngày dài tháng thì chúng ta sẽ nhận ra được, thì chúng ta sẽ thấy được rất là cao quý. Người bạn lành không có làm cho chúng ta tổn thương, và người bạn lành đó là người luôn luôn chịu thiệt thòi. Và chúng ta biết là Đức Phật là người thua thiệt với thế gian này, vì cả đời Ngài không bao giờ tranh luận với thế gian, nên là chúng ta mới có được những cái lời vàng ngọc như ngày hôm nay. Nếu mà không có như vậy, Ngài không có giảng diệu pháp, bởi vì cuộc sống của Ngài là quá ư là khổ đau, và cực kỳ nhiều những cái phiền toái đem đến cho Ngài trong suốt 45 năm Ngài hoằng pháp. Tâm của Ngài mặc dầu là hết phiền não, nhưng mà cái sự phiền toái mà người khác đem đến cho Ngài là chúng ta thấy nó kinh khủng lắm. Vượt cái biển sanh tử luân hồi này không phải đơn giản. Chúng ta thấy nó hàng ngày nó chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm cứng mềm nóng lạnh đó thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là vô minh nó không thể nào mà tưởng tượng được. Chúng ta đi tìm mọi cách, mọi giết để mà đi diệt vô minh, nhưng mà vô minh, càng đi tìm thì vô minh nó càng sờ sờ đó. Chúng ta có thấy không? Nào như là chúng ta dựng nên cái trường thiền này, cái môn phái kia, không thể nào mà ấy được. Mỗi người theo một kiểu. Nhưng mà rồi thì sao? Rốt cuộc vô minh thì cũng vẫn là vô minh thôi. Quý vị thấy không? Thế trong chánh pháp của Đức Phật không dễ gì kiếm được bạn lành đâu nha. Mặc dầu thấy bên ngoài là các sư xiết mình gọi cung kính như vậy, nhưng mà mình không có trí tuệ, nó không có bạn lành đâu. Đừng có nghĩ, đừng có lầm chết. Đọa sứ chết á. Đừng có thấy vẻ bề ngoài vậy là nó bằng không có đâu. Bằng ác đầy. Cái đó là một sự thật mà. Chúng ta nói học Phật pháp thì chúng ta sự thật lắm. Sợ sự thật lắm, nên là chúng ta sự thật nó sờ sờ đó mà chúng ta chối bỏ nó, chúng ta trốn nó. Phải không à? Chúng ta sợ lắm, chúng ta không có đủ can đảm. Chúng ta chỉ thích dựa dẫm thôi. Chứ còn những cái người nói cho sự thật của chúng ta đó, thì chúng ta ném đá chết á. Chúng ta thấy là thì làm sao mà có bạn làm được. Khó lắm. Nên là học Phật pháp á, phải hết sức cẩn thận, phải khéo lắng nghe, phải khéo tư duy. Khéo tư duy. Sư hả? Sư chắc chắn là sư thuyết giáo cho các quý vị trong chánh pháp của Đức Phật thì chắc chắn là sư dựa vào kinh điển này rồi. Thì sư nói cho quý vị pháp Đức Phật dạy thôi. Thì chắc chắn là sư không có đem những cái điều ác đến cho quý vị này đó. Phải không? Nên là khi mà chúng ta nghe giáo pháp á, chúng ta phải hết sức là
phải khéo lắng nghe rồi suy tư cho nó kỹ. Đức Phật dạy đừng có vội tin một cái điều gì đó, mà thẩm xét kỹ xem. Thẩm xét kỹ xem cái đó có thực sự không. Còn không thì chúng ta mất thời gian và chúng ta đi rất là xa, thưa quý vị, xa lắm luôn. Xa thật là xa đó. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta đến chánh pháp rồi chúng ta nói là chúng ta ấy đâu. Có đâu, chúng ta khó là chúng ta đi xa lắm. Ngày nào mà chúng ta không có tin vào cái pháp thấy nghe ngửi nếm đụng mà nó ngay ở đây, mà chúng ta còn phải đi tìm cái gì đó, là chúng ta đi tìm xa lắm là xa luôn. Chúng ta phải tìm cái gì đó để hiểu là sai rồi, phải không nào? Pháp thì nó đã nói là các pháp nó xâm diệt vô cùng nhanh chóng rồi, nó hiện khởi lên là nó có biến mất rồi. Chúng ta có cần phải đặt tên cho nó không? Không. Chúng ta mở mắt ra cái là pháp nó hiện khởi rồi nè. Chúng ta có cần phải đặt tên nó là cái gì không? Nếu bạn đặt tên cho nó là cái gì, lúc đó bạn đã phân biệt nó thành cái này cái kia rồi, bạn sầu muộn ở trên đó là cả một cái quá trình rất là dài rồi. Quý vị thấy không? Rồi chúng ta áp đặt cái cuộc chơi nào trên pháp đây? Chúng ta áp đặt cái tôi của chúng ta, phải không? Nhưng mà pháp nó có thuộc về ai không? Không. Pháp nó rất tự nhiên, phải không ạ? Sân liệu nó có đổi thành tham được không? Khi có sân thì liệu có tham ở đó được không? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi. Sân nó có, lúc đó sân nó sanh sanh khởi thì sao? Thì lúc đó có phải là cái thấy hay không? Hay chỉ có mỗi cái sân thôi? Nếu mà có mỗi cái sân nó xuất hiện ở đó và rồi nó diệt đi thì chúng ta hiểu và thấy nó như vậy rồi, chúng ta có cần gì phải thêm cái gì vào trong đó nữa hay không? Tại vì chúng ta không chấp nhận sân đó là pháp. Bởi vì nó là một cái thực tánh, lúc đó nó hiện khởi chỉ ở khoảnh khắc đó mà chúng ta không có thấy, không biết, không ghi nhận rõ nó. Sân chỉ là sân, là một pháp. Nó không thuộc về tham, nó không thuộc về gì, nó không thuộc về thấy, về nghe, về ngửi, về nếm, về đụng. Vậy thì cái sân đó nó có phải là của mình không? Hay là sân đó nó do một cái xúc của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi sanh lên và biến mất. Hay lúc đó chúng ta ngồi thiền, nếu mà chúng ta đi tìm cái gì đó để hiểu thì có hiểu được không? Nó diệt mất lâu rồi. Thì chúng ta mới thấy được rằng ô, mình đi sai đường xa lắm. Mà chúng ta biết nè, cái thói quen của loài người, của con người chúng ta đó là luôn luôn đi tìm một cái gì đó để tu, để đạt, để đắc, chứ không phải để hiểu, để xả. Nhớ nhà giáo pháp của Đức Phật, để hiểu pháp nó đang là và xả ly nó, bởi vì nó sanh và diệt nha. Hai cái này khác nhau xa lắm á. Nếu mà chúng ta không hiểu đúng á thì chúng ta không thấy pháp ở đâu hết. Còn khi chúng ta hiểu đúng thì ô, khoảnh khắc nào nó cũng là pháp thôi. Nếu nó đã sanh, nó diệt rồi thì không cần phải đi tìm nó nữa, làm sao mà có được. Nó chỉ có sanh một lần duy nhất thôi, trong vòng sanh tử luân hồi thôi. Nhưng mà rồi nó lại gì? Nó lại sanh lên bởi tính chất của nó. Như vậy nè, dầu là tham nó có sanh như thế nào, tham hôm qua là khác, tham buổi sáng là khác, tham buổi chiều là khác, tham thấy, tham nghe, mỗi khoảnh khắc là khác, nhưng mà tính chất của nó là không thay đổi. Để chính vì vậy mà chúng ta ngứa nghĩ rằng tham này là của tôi, mà không biết được từ sáng giờ hàng bao nhiêu là cái tính chất tham này nó sanh lên và diệt. Và hàng ngày chúng ta phục vụ cho cái gì đó, ông chủ đó. Cái thấy thì nó không có tham, nhưng mà cái ánh mắt nhìn của chúng ta sau đó là tham hoặc sân rồi đó. Chúng ta có để ý được không? Chúng ta chỉ cần thấy ra pháp thôi. Chứ nói cái pháp nó sanh diệt liên tục như vậy, bạn làm cái gì ở trong đó? Bạn có cái như vậy, bạn tu tập bằng cái tôi để hiểu pháp thì không có đâu. Ngoài trí tuệ ra không có một pháp nào có thể hiểu được. Nhớ một điều, bạn có làm cách nào đi chăng nữa thì
bạn chỉ làm cho vô minh tăng trưởng hơn mà thôi. Còn nếu có trí tuệ thì trí tuệ nó ở đó rồi. Phải không ạ? Nó không có trí tuệ làm sao bạn đi tìm nó được. Như vậy thì mỗi pháp đó đều có cái duyên sanh của nó. Và chúng ta phải nắm rất vững ở cái điều này. Về hàng ngày thì sao? Hàng ngày chỉ có 6 căn thôi. Không có cái gì 6 căn này cả. Và bạn không thể nào ép một cái căn nào đó cho nó đừng có sanh cái pháp. Chuyện đó chuyện vô lý như vậy là nó vô lý hết sức vậy đó. Chúng ta thấy không? Chính vì vậy không hiểu được cái 6 căn này nó cực kỳ lạ. Là khủng khiếp đó các bạn à. Tại sao mà chúng sanh nó sanh ra muôn trùng muôn dạng là như vậy đó. Nên là chúng ta thấy sống đơn giản, nhẹ nhàng, thu thúc các căn là vô cùng khó. Thu thúc ở đây không phải là ngồi trong rừng đó rồi nhắm mắt lại đâu, mà phải biết phát triển trí tuệ và chánh niệm à. Không có cái định nào mà các bạn có thể giải quyết được phiền não hết. Mà bất cứ khi nào chỉ có trí tuệ sanh khởi mới hiểu được pháp thôi. Mà trí tuệ ở đâu thì chánh định luôn luôn hỗ trợ ở đó, chánh niệm luôn luôn hỗ trợ ở đó, tinh tấn ở đó. Và nếu như chúng ta không có chánh kiến thì kể như là chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được lời Đức Phật dạy. Thì đó là người bạn ác. Cái người bạn đó là người bạn ác. Bạn ác. Mà người không hiểu pháp Đức Phật dạy thì làm sao mà mãi được, phải không? Rồi cái từ gì nữa? Từ Puthut à, Puri Sut Tana, Puri Sá cộng với Uttama à. Puri Sá là người đàn ông, danh từ Lam Tánh. Uttama là cao thượng, là cao thượng. Cao thượng ở đây cái gì cao thượng thưa quý vị? Phẩm chất cao thượng, tức là chỉ cho Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Và những cái tâm thiện khi chúng ta nói, khi chúng ta giao tiếp đối với người khác ha, đó là gọi là, gọi là gì? Purisuttama à, là phẩm chất cao thượng. Phẩm chất cao thượng. Và bài kệ này được Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch theo thể năm chữ là: chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Hãy thân bậc thượng nhân. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này thì bài kệ số 78 này thì được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự ở ngôi chùa Chê Táo Át Lát, đề cập đến Đại Đức Chanh Lát Sa Nạc. Thì chúng ta biết rồi, Chanh Lát Sa Nạc thì là một cái người hầu cận của Bồ Tát. Khi mà lúc đêm Ngài xuất gia thì Ngài Chanh Lát này cũng dắt ngựa vào ban đêm ra cổng thành và cũng leo lên lưng ngựa trong chánh pháp, nơi leo lên ngựa cùng với Bồ Tát để đi đến dòng sông Ni Linh Thiện. Xin thưa với quý vị rằng là Chanh Lá ngồi sau lưng ngựa phải bám đuôi con ngựa, nhớ như vậy. Và sau này người ta cứ tưởng tượng ra không à, làm sao mà một cái tay mà cầm cái đuôi con ngựa mà con ngựa nó chạy, cái chân nó đạp thì làm sao mà nó đá không, nó văng cái chân đá lên, chết lâu rồi mà có đâu nào nắm đuôi được. Nên là chúng ta có những cái chúng ta phải thật sự là phải dám can đảm để mà ấy, chứ không là chúng ta cứ truyền thuyết à. Không có cái chuyện đó đâu. Cái vó ngựa nó lúc nào chân nó cũng bung lên, làm sao mà cái đuôi con ngựa nắm nó đau, sao chịu nói. Và hơn nữa nắm được bao lâu à. Thì Ngài Chanh Lá đó thì rất là tôn kính Đức Phật.
Và Ngài ỷ sau này Đức Phật thành đạo thì Ngài cũng xuất gia, và Ngài ỷ Đức Thế Tôn thương Ngài quá lên Ngài. Ngài bất chấp, Ngài ngã mạng, Ngài ỷ mình quá. Ngài rất là ỷ mình. Ngài không lo tu tập gì hết á. Tới chừng Đức Thế Tôn nhập diệt rồi mới khóc, mới la làng. Thì cuộc sống là vậy đó thưa quý vị. Thì kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Chi Tô Lá và đề cập đến Đại Đức Chăn Ná Sa Lạc. Và Đại Đức thì có lần thốt ra cái lời mỉa mai hai cái vị thượng thủ Thinh Văn như sau. Thì chúng ta mới thấy được là chỉ có bậc trí thì mới biết bậc trí thôi, chứ còn Ngài Chánh Ná, Ngài chưa có đắc đạo quá thì Ngài nhìn thượng thủ Thinh Văn như Ngài Đức Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất cũng thường thôi, cũng như tôi thôi, chứ đâu có ăn nhầm gì đâu. Và chúng ta thấy bậc trí hay là Đức Phật, các vị A-la-hán thì ở bên ngoài có đôi khi nó rất là bình thường. Nên là cái người chúng ta đừng có tỏ cái vẻ gì mà nó ấy ở đây hết. Nên là chúng ta thấy nhiều người ở thành xá vệ Ngài, nhiều người ta gọi Đức Phật là Gotama này kia, rồi người ta cũng chửi bới, người ta cũng năng mạ đủ thứ đủ kiểu hết á. Chỉ khi nào cái người nào là con của Ngài được học cái giáo pháp của Ngài, được nếm cái hương vị giải thoát mới biết được Đức Phật là ai, chứ không phải là ở cái hình tượng bên ngoài đâu, mà chính ở trong cái trí, cái đức, cái hạnh, cái vô lượng từ bi của Ngài á. Cái người đó đó mới biết được Ngài là ai thôi. Nên là bình thường Ngài cũng là một cái người bình thường, nếu có đẹp hơn thì đẹp hơn một chút xíu với cái xứ sở dân đó thôi. Nhưng mà còn đối với cái bậc mà hiểu giáo pháp của Ngài thì Ngài đẹp không những mà ấy đâu, đẹp trong tất cả từng đường nét của đức hạnh, của trí tuệ, của lòng bi mẫn. Đồng thanh cao của Ngài, vô những lời nói bất tử của Ngài, chứ không phải là chúng ta nghĩ ấy này kia. Thì cũng vậy, thì Đại Đức Chăn Ná này thấy hai Ngài bình thường, nó mới mỉa mai thượng thủ Thinh Văn như sau. Trong khi Thái tử, con của Đại Vương, ta phát nguyện xuất gia tu hành khổ hạnh, thì Ngài ra đi chỉ có một mình, ta chẳng thấy có mặt nào khác hết. Đó, quý vị thấy sự ngã mạn, sự chấp rằng Thái tử, Đức Phật là của tôi đó. Rồi giờ được Đức Thế Tôn phong hai Ngài là thượng thủ Thinh Văn này kia thì ngã mạn. Thế mà bây giờ có người đi đâu cũng tự xưng tên là ta là Sariputta, ta là Mốc Quanh Lo Lá này kia. Chúng ta là thượng thủ Thinh Văn, vân vân. Thì Đức Thế Tôn Ngài rất là từ bi. Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư được chư tỳ kheo bạch những cái sự việc này, thì Ngài mới bèn cho gọi Đại Đức Chăn Ná khuyên răn, bảo Đại Đức, đại bảo, bảo Đại Đức. Nhưng mà Đại Đức Chăn Lá thì vì kính lễ Đức Thế Tôn nên là nhịn lính, nhưng mà rất là bực bội. Đại Đức lính nhịn được 3 lần vậy, nhưng mà sau đó này vẫn mỉa mai cái vị thượng thủ Thinh Văn như trước. Và trong khi đang mỉa mai như thế thì lần thứ 3 được Đức Bổn Sư cho gọi đến và dạy rằng: này Chăn Ná, hai cái tỳ khu ấy là thượng thủ Thinh Văn, chính là bậc đại trượng phu quân tử, là những cái người bạn lành của ông. Ông nên thân cận giao kết với những người bạn lành như thế. Nói rồi thì Đức Thế Tôn nhân đó thuyết một cái thời pháp, và Ngài bằng cái bài kệ này, nhưng mà Chăn Ná cũng không có xi nhê gì hết. Ngài thuyết lên là Lapphache Papake Mitte Lapphache Purisa Thakme Phê cha tháp mít tê căn gia nê phát chê tháp bú đi sút tạp mê tít.
Trong số 21 hạng người không nên thân cận, thì chúng ta biết là 21 hạng người không nên thân cận thì chúng ta phải vào cái tặng luật. Trái lại thì những cái người lành thuộc cái hạng người trượng phu quân tử thì lên tìm đến mà cầu thân để giao kết. Sau khi thời Pháp á, có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là quả vị Tu Đồ Hoàng quả, thì Đại Đức Chanh Lá mặc dù nghe được cái huấn từ đó, sau đó cũng vẫn còn tiếp tục mỉa mai, tiếc móc các tỳ khu. Và chúng ta biết rằng nếu mà Chanh Lá ở đời mà Chanh Lá giết móc kiểu này thì chỉ có đọa địa ngục thôi. Nhưng mà nhờ Chanh Lá là xuất gia tỳ khu, mà giữa tỳ khu với tỳ khu với nhau á, nên là Ngài cũng ít có tội hơn, thưa quý vị. Sau đó mới chứng đắc đạo quả. Thì Chư Tăng lại bạch lên Đức Thế Tôn cái việc làm. Ở đây thì chúng ta mới thấy được rằng là xuất gia thành một cái vị tỳ kheo, cái phước nó lớn, nó kinh khủng lắm, thưa quý vị. Thật sự là kinh khủng đó. Thì chúng ta thấy bình thường, đừng có thấy bình thường. Cái phước mà được xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn nó lớn, kinh mức kinh khủng. Nó đọc đến đây là chúng ta biết rồi. Nếu mà ở đời thì chắc chắn là phải đọa vào những cái địa ngục khủng khiếp. Nhưng mà Ngài Chanh Lá giết mắt hai ngày như vậy, nhưng mà sao? Nghiệp nó cũng ít thôi. Và cuối đời á, thì Ngài, sau khi hai vị thượng thủ tinh văn xong nhập diệt, Đức Phật nhập diệt, thì Ngài cũng sám hối ăn lăn, Ngài cũng đứng đắc đạo quả. Thì chúng ta mới thấy được rằng là được xuất gia trong chánh pháp của Đức Phật không có dễ dàng chút nào hết á. Mà đi được trên con đường này và nếm hương vị giải thoát nữa thì ôi thôi. Nên là tại sao mà chư thiên và nhân loại cúng dường là vậy đó. Thì Chư Tăng lại bạch lên Đức Thế Tôn với việc làm này. Thì Đức Phật mới phán rằng này các tỳ khu, trong lúc Như Lai còn tại thế đó, các ông không thể nào bắt buộc được Chanh Lá vâng giữ cái điều học được. Vì sao vậy? Vì Chanh Lá quá là ý mình có Đức Thế Tôn á. Thôi đi Chư Tăng, ráng chờ Như Lai niết bàn rồi các ông sẽ dạy dỗ ông ta. Lúc đó già cả không có ai nữa rồi, Đức Phật cha lành của mình mất rồi, hai vị thượng thủ mất, Thinh Văn mất rồi, đâu còn ai chơi mình nữa. Thì bây giờ thấy hối hận rồi, đời mình còn gì nữa đâu. Mà Chanh Lá thì cũng nghe pháp nhiều rồi, và sau đó thì Chư Tăng phạm đàn Chanh Lá rồi, Ngài gia công, Ngài sám hối, mà không bao lâu Ngài cũng chắc chứng đắc được A-la-hán quả. Cái kiếp chót của Ngài nó vẫn gặp những cái nghiệp như vậy đó, thưa quý vị. Nên là chúng ta phải hiểu các pháp là vô ngã, thì chúng ta mới thực sự chịu đựng được những cái phong ba, những cái báo táp của những cái nguồn nghiệp lực nó từ xa xôi nó đổ ập tới bất cứ khi nào, thưa quý vị. Và chúng ta phải thấy được cái sự vô thường của các pháp. Ngày hôm qua chúng ta còn thân thiện như vậy, nhưng ngày hôm nay đã có một cái cuộc chửi nhau, một cái cuộc chém lộn, một cái cuộc ẩu đả rồi. Vì các pháp hữu vi nó rất là vô thường. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái điều này thì rất là tai hại. Và khi Ngài sắp niết bàn thì Đại Đức Ananda mới hỏi rằng, bạch Ngài, chúng con phải dùng cái pháp nào để mà cảm hóa Đại Đức Chanh Lá này? Thì Ngài mới dạy rằng, này Ananda, hãy dùng cái hình phạt phạm đàn, Ramma Dandā, một cách phạm tội tuyệt giao. Tức là chúng ta biết là trong tăng chúng mà không có ai nói chuyện với Chanh Lá. Và chúng ta biết thì cái chúng ta đánh đập nhau thì nó dễ lắm, nhưng mà không một ai nói chuyện với mình á, là một con người sống trong một cái hội chúng, thì chúng ta biết được cái đó nó kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Ngay như ở một nhà thôi mà hai vợ chồng 3-4 ngày mà không nói chuyện với nhau, hiềm hiềm khích nhau, thì chúng ta biết được cái nhà đó nó như là cái địa ngục vậy đó. Thì cái này cũng vậy, không tiếp xúc trò chuyện chỉ với sự phạm tội cả, mà phạt cái tỳ khu Chanh Lá
Và trong lúc Đức Bổn Sư Niết Bàn vừa nghe tiếng Đại Đức An Đá đã tuyên bố Phật Phạm Đàn mình, thì Đại Đức Chân Lá đang buồn khổ phải ngất xỉu đến 3 lần. Tỉnh lại thì kêu than: bạch các ngài, xin đừng hủy diệt. Và sau khi mà ngài thật tâm hối ngộ rồi đó, không bao lâu thì ngài chứng, ngài thực hành cái con đường tứ thánh đế, bốn niệm xứ này, thì Đại Đức hành tròn đủ cái phạm hạnh của mình và đắc quả A-la-hán với tứ tuệ phân tích. Và ở đây thì ngài Pháp Minh, ngài Cận Đề là thép còn bị lửa đốt mềm thay, Sa Lạc đành thua một phép này, Phật tại phạm hình chưa đúng lúc, nhân sanh nghiệp quả phải chờ ngày. Và chúng ta thấy ngài thương con của ngài đến mức ngài cho ra cái hình phạt đó, ngài biết hình phạt này thì Chanh Đá sẽ ngộ ra và chứng đắc đạo quả, trong khi ngài biết ngài nhập diệt rồi thì Chanh Đá mới hối hận. Thì quý vị biết nè, những lời của ngài dạy chúng ta khéo xét thì chúng ta thấy nó rất là lợi ích. Vỗ đòn tâm lý sao mà nặng, bài học ưa sầu nghĩ cũng hay, cái bệnh cống cao vừa chỉ dứt thì ngôi La Hán đã phu bày. Đó là cái bản dịch mà con vừa đọc xong đối với tất cả chư đại đức tăng, tất cả quý vị. Ai nói cái thằng tệ nhẫn này đẻo lắm nè. Thì đó, chúng ta thấy pháp là vậy đó. Và câu kệ này thì chúng ta biết là chớ, Đức Phật dạy chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Chúng ta biết là kẻ tiểu nhân á, thì tâm tánh của chúng rất là đê tiện. À không đâu quý vị ơi, các pháp thôi, cứ để cái người đó nói mà có sao đâu. À, nếu mà sư BD thì nó cũng đã là BD rồi chứ làm sao mà tránh khỏi được. Thì quý vị cứ nghe pháp đi. Nếu mà sư là BD thì thôi là BD, còn sư không phải là BD thì nó cũng đã là không BD. Còn cái mấy cái câu nói đó đâu có ăn thua gì đâu thưa quý vị. Thì chúng ta biết là Đức Phật khuyên chớ thân kẻ tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân là một cái kẻ còn hơn người ác nữa. Kẻ tiểu nhân là cái kẻ mà nó nghĩ ra đủ thứ cách, đủ tưởng tượng để mà nó làm nhục mà ở sau lưng kẻ khác. Sau lưng kẻ khác. Và kẻ tiểu nhân thì nó rất là cuồng si, rất là cuồng si. Và kẻ tiểu nhân thì nó chỉ sống với cái bản năng, cái bản ngã chấp trước vậy thôi. Chấp trước. Và cuộc sống này thì không thể nào tránh khỏi được thưa quý vị. Vì sao vậy? Vì pháp bất thiện nó có nhân duyên sanh cho nó. Quý vị đừng có nóc cái gì cả, quý vị cứ tự nhiên nghe pháp thôi. Không có vấn đề gì hết mà thưa quý vị.
chúng ta hiểu tất cả chỉ là pháp thôi. Quý vị đừng có lo cái vấn đề đó. Nếu xưa là BD thì nó cũng đã là BD rồi, không thể tránh khỏi được. Quý vị cứ yên tâm nghe pháp thôi. BD cũng chỉ là gì? Chỉ là một danh từ thôi. Nó cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió, cứng, mềm, nóng, lạnh, tham, sân, si, ngã mạn, ganh tị, tật đố, bỏng xẻng. Ai ai cũng đều giống nhau trong khoảnh khắc này hay khoảnh khắc khác thôi. Cái thấy ở đây, cái nghe ở đây, cái ngửi ở đây, cái lếm ở đây. Cái thấy ở kia, cái nghe ở kia, cái ngửi ở kia, cái lếm ở kia, cái tham ở đây, cái sân ở đây, cái si ở kia. Lúc này, lúc khác thôi. Chứ không có một ai ở trong các pháp cả. Không có một ai ở trong các pháp hết. Nên là các vị cứ yên tâm. Không sao đâu. Duyên sanh tự tại này. Duyên sanh tự tại này. Tại vì hình như đó là một cái cô Phật tử. Cô Phật tử cô ấy, sư giác cô ấy vào trong chánh pháp, nhưng mà cô ấy có bị cái thôi mà các pháp nó bỏ qua đi. Cô ấy chưa tri ân sư mà cô ấy làm cho sư mất hết danh dự và uy tín hả? Nhưng mà sư đâu có danh dự và uy tín. Nhưng mà các bạn yên tâm, không có gì hết. Và quý vị phải nhớ rằng là khoảnh khắc xấu đó không phải là sư mà cũng không phải của cô đó. Nó chỉ sanh lên, khởi lên do duyên thôi. Quý vị cũng vậy, đã rất nhiều lần sân rồi. Chúng ta cũng vậy, đã rất nhiều lần si rồi. Bây giờ chúng ta ráng học Phật Pháp để hiểu về nó thôi. Chứ còn ai cũng vậy cả. Có điều là sân của chúng ta có lúc đó bộc phát lớn, có lúc đó bộc phát ngầm. Mỗi con người của chúng ta thì nó đều mang cái tính chất đó hết. Bởi vì chúng ta còn là phàm phu đang trên con đường tu tập, nên là chuyện đó hết sức tự nhiên. Alo, quý vị còn nghe chưa? Alo, alo. 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 À, dạ. Dạ thưa quý vị, bạn ác thì chúng ta biết là có rất nhiều những cái loại bạn ác. Như bạn ác ở đây thì có những cái bạn ác thì chúng ta có thể chơi được. Có thể hướng dẫn được. Nhưng mà có những cái bạn ác á, thì nó hết thuốc chữa rồi. Và nhất là những cái người bạn tà kiến. Và chơi với bạn ác thì chúng ta biết rồi, nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm. Và người bạn ác thì sao? Nó rủ mình làm ác. Và mình không làm ác với nó thì nó rất là căm ghét. Rất là căm ghét. Và cái người bạn ác á, thì nó không chừa thủ đoạn nào hết á, kể cả cha mẹ mình, anh em mình, hay là đến cả mình, khi mà nó không được cái quyền lợi của nó, hay là nó ấy nên rồi á, thì nó sẵn sàng giết hại cả mình nữa. Và bạn ác thì nó làm cho mình mất hết những cái danh tiếng, những cái lợi, những cái điều lợi, điều thiện, điều lành. Nó làm tổn thương chúng ta rất là lớn. Làm tổn thương chúng ta rất là lớn. Và cái người bạn ác á, đặc biệt khi chúng ta chơi á, nhất là
những cái người bạn ác mà có tà kiến đó, xu hướng ác độc nữa, thì nó vô cùng tai hại, là chúng ta phải tử sanh luân hồi rất là nhiều. Mà không có đường ra. Bà Đức Phật có những câu chuyện mà thời Bồ Tát ngài dạy á, ngài làm phước xong ngài nguyện nè, người ta hỏi ngài làm phước xong ngài nguyện gì, ngài nguyện rằng mong cho những cái đời sống của tôi á, tránh xa những cái con người ác, ác độc, tránh xa những cái người bạn ác, vì nó làm cản trở cái con đường rất là nguy hiểm. Chơi với bạn ác là chúng ta sẵn sàng giết cha giết mẹ mình như thường. Nên là nếu mà không gặp được cái người bạn bằng mình hay hơn mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Và Đức Phật dạy khuyên hãy thân với bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Người bạn lành chính là Đức Phật, người bạn lành tức là các chư thánh tăng, người bạn lành tức là những cái người Phật tử đắc đạo quả, có những đức hạnh. Người bạn lành là những chư đang tu tập cái con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Và đặc biệt á, chúng ta phải có được một người bạn lành ở trong tâm của mình. Đó là gì? Đó là chánh chỉ kiến, bát chánh đạo. Cái người bạn lành này không bao giờ mà phản bội chúng ta được. Tất cả những cái người bạn khác đều có thể phản bội chúng ta, và chúng ta cũng có thể phản bội vì tham sân si. Nhưng mà khi chúng ta có chánh chi kiến về tứ thánh đế, về thánh pháp rồi, thì chúng ta không bao giờ, cái người bạn này không bao giờ phản bội chúng ta trong suốt cái vòng sanh tử luân hồi. Và cái người bạn này luôn luôn có lòng tàm, lòng quý, nhắc nhở cho chúng ta biết rằng điều này không lên, điều này lên. Người bạn lành này luôn luôn có cái sự xấu hổ rằng ngày hôm nay ta vô minh. Người đó xấu hổ với bất thiện khi chúng sanh khởi, xấu hổ với tham khi tham chúng sanh khởi, xấu hổ khi không hiểu pháp, đang là thực hiện giờ. Người bạn lành chính là người bạn lành của chúng ta đó, người bạn thật sự đó, chính là cái người bạn phát triển được tứ niệm xứ ở trong này. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mỗi ngày chúng ta đều tăng trưởng những cái sự hiểu biết về danh, về sắc. Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, chúng ta chỉ cung kính ở bên ngoài thì điều đó cũng là có phước, cũng là điều tốt. Nhưng mà chúng ta chưa có được cái chánh kiến về tứ thánh đế ở trong tâm của mình thì chúng ta chưa thực sự có ngôi tam bảo. Chưa có người bạn lành thực sự, chúng ta chỉ có cái người bạn lành gọi là lân đỡ chúng ta trong một giai đoạn, một cái cung bậc nào đó của cuộc sống thôi. Chứ còn trong sanh tử luân hồi,
thì nó không đảm bảo, thưa quý vị, nó không đảm bảo. Thì chúng ta thân cận, chúng ta được gặp Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, thì trong lời Đức Phật dạy để luôn luôn là những cái lời vàng ngọc, lời đó làm cho tâm của chúng ta nó khởi sanh cái chi kiết. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là biểu tượng của trí tuệ chỉ sau Đức Thế Tôn bậc toàn giác thôi. Và Đức Phật thì đã nhập diệt, Ngài Xá Lợi Phất cũng đã nhập diệt. Chính vì vậy trong cái chỗ này mà chúng ta nói thì nó không có hợp lý, phải không? Thì chúng ta phải lấy cái chánh pháp này. Chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Nhớ cái điều đó thật là rõ. Thì chỉ có chánh pháp là cái người bạn lành. Bởi vì chánh pháp thì không có làm tổn hại ai hết. Chân lý thì không có làm tổn hại bất cứ ai. Chỉ có tham sân si, chỉ có tà kiến chúng mới làm tổn hại chúng sanh mà thôi. Làm tổn hại chúng sanh mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy chư tăng hẳn còn đang giảng dạy diệu pháp của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn chư tăng, còn chánh pháp. Vậy thì, và tất cả chư quý vị Phật tử, thì cái người bạn lành tốt nhất của chúng ta chính là gì? Chính là các thiện tâm được vun bồi trong đời sống hàng ngày. Và nhất là cái con đường bát chánh đạo thanh lọc tất cả những cái lậu hoặc phiền não sau cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và chúng ta thấy đó, cuộc sống bây giờ rất là ngắn ngủi. Cái chết không có một nén nhang, không có một người thân đưa tiễn. Nhưng mà người ta sợ virus, người ta khóc than, người ta ai quá. Người ta sợ mất nhà, mất cửa, mất con, mất cái. Nhưng mà người ta không có sợ vô minh, thưa quý vị. Người ta không sợ vô minh đâu. Đó, quý vị thấy không? Người ta có sợ vô minh đâu. Không ai sợ vô minh hết. Cái nguồn cội của khổ đau là vô minh, nhưng không ai sợ hết. Họ muốn nói cái gì là họ cứ tuột cái miệng ra, bằng cái phiền não nó tuột ra thôi, chứ họ không có nhìn thấy được các cái lậu hoặc phiền não, không có thấy được sự nguy hiểm. Và cái tâm bất thiện của mình nó luôn luôn là gì vậy? Nó luôn luôn nó tưởng ra là người khác như thế này, như thế kia. Nhưng mà họ không hiểu bất thiện chỉ là bất thiện thôi. Không có một con người, không có một chủ thể nào ở bất cứ nơi đâu có thể ngăn cản được bất thiện khi chúng sanh khởi. Chúng ta đi tu tập để diệt một cái gì đó ư? Không phải đâu. Chỉ có hiểu biết pháp như nó đang là và xả ly thôi. Bởi vì cái tánh sanh diệt của nó là thường mà. Phải không ạ? Đức Phật đã dạy các pháp hữu vi thật không bền vững. Nó có tánh sanh diệt là thường. Nó sanh rồi nó diệt rồi. Đâu cần bạn có ai trong đó để mà chúng ta
chúng ta diệt này, vậy là có cái ngã nào diệt nó nữa hả? Hay sao? Không phải đâu. Bản chất của trí tuệ nó hiểu, nó xả. Ô, cái này không phải của tôi. Cái thấy này không phải là của tôi. Cái được thấy này nó không phải của tôi. Cái con mắt này nó không phải là tôi. Con mắt này nó đâu có nhìn được đâu mà của tôi. Cái thấy nó cũng, cái được thấy nó cũng đâu có nhìn được. Cái được thấy nó đâu phải đàn ông, đàn bà là cái gì đó đâu. Mà cái thấy đó nó chỉ tương hợp với cái đối tượng thị giác đó trong khoảnh khắc đó thôi. Rồi lại một cái đối tượng khác thì lại một cái thấy khác sanh khởi, nó tương hợp với cái đối tượng thị giác đó. Như vậy đối tượng thị giác trước nó diệt đi với cái lỗi của nó, rồi lại một cái đối tượng thị giác khác sanh khởi với duyên của nó và rồi diệt đi. Cái nghe cũng vậy, luôn luôn nó sanh và diệt. Không có một cái nghe nào giống nhau ở trong vòng sanh tử luân hồi, dầu chỉ là một, không có cái sự giống nhau. Mỗi một cái nghe đó là chỉ diệt ở đó và biển biệt, không bao giờ quay trở lại. Rồi lại một cái nghe khác, một cái âm thanh khác. Nhưng mà thế giới này dầu có luân hồi bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ bấy nhiêu, cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là đếm, là xúc, là chạm, là màu, là mùi, là vị, là cứng, là mềm, là cảm thọ khổ, là cảm thọ u, là cảm thọ không khổ, không u. Và dầu nó có mang cái thân nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là tứ đại, là đất, là nước, là lửa, là gió, là bất tịnh, là vô thường, là đổi thay. Và khi chúng ta không hiểu được pháp thì chúng ta nghĩ rằng tôi làm thiện, tôi làm ác. Mà không hiểu được thiện này không phải của tôi, bất thiện này cũng không phải của tôi. Vậy thì người ta lại nói vậy thì con chẳng gì ư? Thì đó lại là vô minh nữa. Thì chỉ cần hiểu là nó có trí tuệ rồi. Phát triển cái hiểu biết thì nó có trí tuệ thôi. Chẳng có ai tạo ra được thiền định cả. Chẳng có ai có tạo ra trí tuệ cả. Chẳng có ai tạo ra tham, tạo ra sân, tạo ra si cả. Nếu mà chúng ta tạo được, chúng ta không đến thế giới này. Thế giới này quá đau khổ. Thế giới này là vô thường. Nếu chúng ta tạo ra được thì chúng ta đâu có nghe những cái lời đau khổ như vậy. Đâu có nghe được những cái lời mà người ta chửi nhục mạ như vậy, phải không? Nhưng mà các pháp nó do duyên nó sanh. Và duyên gì sanh thì chúng ta đã được biết rồi, phải không ạ? Có con mắt, có đối tượng thị giác, nên cái thấy sanh khởi. Ba cái pháp này nó hội tụ, nó giao thoa thì cái xúc đó sanh khởi, gọi là nhãn xúc. Khi mà nhãn xúc sanh khởi thì nó phát sanh ra một cái cảm thọ. Cảm thọ khổ hay là cảm thọ lạc hay là cảm thọ u, tùy theo duyên của nó. Và khi có thọ sanh khởi thì có thể làm duyên cho ái sanh khởi. Ái sanh khởi thì thủ, hữu, vô minh sanh khởi. Và nếu như mà chúng ta thấy được cái thấy này là vô thường, cái cảm thọ này là vô thường, chúng ta xả ly, không chấp thủ, không tham ái, thì đó là con đường bát chánh đạo, là giải thoát. Thì đó là cái bậc trí. Cái bậc trí sanh khởi ở nơi mình. Thì cái bậc trí này không bao giờ rời bỏ chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác. Còn cái mà chúng ta học hành, dầu là ngôn ngữ chúng ta có giỏi hết thì sau kiếp sống này nó cũng mất hết. Nhưng mà cái trí mà hiểu thực sự về pháp, nếu chúng ta chưa giác ngộ thì cái người bạn này luôn luôn đồng hành với chúng ta trong cái kiếp sau, trong cái dòng tâm tái tục. Như vậy nên là Đức Phật mới dạy là chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Bậc thượng nhân nói cho chúng ta về những cái điều gì là ác, điều gì là thiện, con đường nào đi về ác, con đường nào đi về thiện, con đường nào thoát khỏi sanh tử khổ đau.
Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên con kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chư phước lành nền đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Và nhất là với lời chân thật này, với tâm trong sạch của con đối với cái cô Phật tử đó, rất là thương mến, tại cô hiểu lầm và cô cũng mắc cái bệnh hơi hoang tưởng. Thì với cái phước lành này, với lời chân thật này, xin chia phước này, mong cho cô luôn luôn có được cái tâm tỉnh táo, và sư không bao giờ có sự giận hay là bực phiền, đôi lúc thì nó cũng khởi lên, nhưng mà sư không có để ý mấy cái điều đó. Mong cho cô luôn luôn được sự an lành. Và kính chia cái phước lành này đến tất cả các cô, các chú, bác trong ngành y và mọi người đang bị những dịch Covid, những ai bỏ kiếp sống này, tái sanh kiếp sống khác thì được sự an vui, thoát khỏi cảnh khổ. Và những ai đang bị bệnh, mong cho bệnh tình cũng được dứt khỏi, và nhất là có dòng tâm mạnh mẽ. Và phước lành này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này. Và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, vì sanh tử luân hồi là khổ đau, với lời chân thật này con nguyện xứng đáng là con của Đức Thế Tôn đầy đủ minh và hạnh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận đã giảng bài học số 77 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhận chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời room. Và con kính dâng mít đến sư. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddhanu pavena sada suthi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammanu pavena sada suthi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sankhanu pavena sada suthi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin vô quá có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đê quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sắp pa na pu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa qua sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua sang ba ti cha te sắp về pi đục khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô tham ma tha ra cha bút ga la sẵn khô hồ tu sa mắc vô quá át tha gia cha hi ta gia cha
âm hệ rát khăn tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma chà ri nô vụt thìm xâm phá phu nê yà ma thầm ma ri yà ba quê đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống nít.